Và có bốn cái lý do tôi chọn bất động sản như sau. Lý do thứ nhất, bất động sản là thứ tài sản dùng để quy đổi. Bạn ạ, thế thì một trong những cái lý do đầu tiên ấy, là khi mà tôi hiểu một điều như này, bất động sản là thứ tài sản dùng để quy đổi. Thì khi nói về các tài sản dùng để quy đổi thì nó có bốn loại chính như sau, nó gọi là những tài sản để tích lũy qua muôn đời. Thì đầu bảng của đầu bảng là vàng, nhị bảng là bất động sản, Tam bảng là đồ cổ và tứ bảng là tiền Tiền của các quốc gia mạnh Ví dụ như đồng đô la Mỹ Quan tham mà có tích lũy Thì người ta tích lũy chủ yếu bằng đô la Đúng không ạ? Đó chứ không ai đi tích tiền Việt cả <laughs> Tiền Việt nó mất giá đấy. Mà nó to nó nặng không được bao nhiêu cả Cứ tờ trăm đồ mà giấu Đúng không ạ? Đó Thế thì đầu bảng của đầu bảng là vàng nó phổ biến nhất Nhưng nhị bảng là bất động sản Và khi nó là thứ hàng hóa dùng để quy đổi thì lúc này tôi nói điều này bạn sẽ hiểu Đó là hệ ngoài kia xã hội Người ta kinh doanh và sản xuất Tạo ra nhiều tiền của cải hơn Thì bất động sản Nó sẽ tăng giá Vì nó là thứ dùng để quy đổi Khi lượng tiền của anh có 10 đồng Mà chúng tôi có ngân đấy bất động sản Hiểu không ạ? Thì nó chia đều cho nhau Tôi ví dụ thế cho dễ hiểu Nhưng khi anh tạo ra 100 đồng trong nền kinh tế lượng bất động sản nó vẫn chỉ tương đồng thế thôi Thế nên bắt buộc nó phải lên giá Thế là bạn có cái lô đất trước ở cầu giấy thì chào 5 tỷ không mua bảo tôi thiếu 2 tỷ để, để. ít nữa anh không thích vảy mượn nữa cứ đóng lãi chán lắm Thế là thôi cắm mặt đi làm Hai năm sau bảo đủ tiền rồi đủ 5 tỷ ở chú xem lô đất nào. Anh ấy giờ mười tỏi mẹ rồi Nó sẽ lấy mười tỏi có hai năm mới được có hai tỏi cho nên lại tăng được đến tận 10 tỏi vì xã hội người ta cũng tạo ra nhiều tiền thì đất tự nó lên giá bạn hiểu điều đấy không ạ thế nên là tôi chấp xã hội kinh doanh sản xuất tôi cứ ngồi bên này mày kinh doanh chán đi rồi mày vẫn phải cầm tiền sang đây để đổi đất với tao thôi thế tội ngu chó thì tôi phải đi kinh doanh sản xuất các anh chị hiểu điều đấy không thì đây là lợi thế của nghề chứ nói như thế thì cả nước đi buôn đất đất thì cũng chết <laughs> thằng nào khôn nó mới đi thôi hiểu không ạ nhá đấy thì cái đấy là cái đầu tiền cái thứ hai nữa là tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền thế thì cho tôi hỏi này bạn đi câu cá bạn muốn câu được nhiều cá bạn sẽ đến cái hồ có nhiều cá hay ít cá để câu nhiều cá đúng rồi đấy thế thì đi kiếm tiền đấy bạn sẽ vào cái sân chơi nó có nhiều tiền để chơi hay chơi cái sân chơi toan tiền lẻ nhiều đúng không ạ đó Thế thì bạn ạ à, Tôi với bạn thì đều là những cần thủ kém thôi Nhưng mà vào cái hồ nó nhiều cá Thì bọn giỏi nó cầu toàn chấm đèn to như này 20kg 30kg còn chấm To kéo cả người xuống hồ luôn đấy Cá nó to thế cơ mà Đằng này mình cầu thì toàn được cá chim rô phi với cá chép Nhưng mà vì hồ nó nhiều cá Cá chim rô phi cá chép nó toàn hai ba cân mình thì cầu rốt nhưng mà cái cá nó nhiều nó cứ ăn thôi chứ còn... Thế là thành ra là vẫn dạ, có cá để ăn, vẫn có cá mang ra chợ bán để lấy tiền đúc túi. Thế, thế bởi vì cái hồ chứ có phải bởi vì mình đâu. Thì sự lựa chọn nó quan trọng hơn nỗ lực. Hiểu không ạ? Thế thì nói đấy nhớ ngày xưa mình thì học hành rõ là bài bản. Tôi theo học các trường học viện doanh nhân rồi đi theo học cả chương trình MBA của Lê Thẩm Dương các thứ mẹ đến lúc tôi xem Facebook mấy cái thằng ngày xưa toàn thằng vớ vẩn làm đa cấp thế nó đéo hiểu sao nó toàn mùa mẹt, mới mùa nhà này, nó ở mới nó đi thì mẹ này mình vẫn đeo đa cấp rồi lên đi bộ khóa giàn nó đi làm mùi giới nó nhảy mẹ và vẫn bằng cái lẻo mép từ đa cấp nó sang lẻo mép với đất bạn ạ à. trước thì bán thực phẩm chức năng bây giờ bố mày bán đất thì, thì nó, nó kiếm phần trăm trên đất nó giàu nhanh lắm thế mà mình ngày xưa bao nhiêu chăm chỉ học hành rõ bài bản làm doanh nghiệp cứ chật vật hết cả lên thua mẹ mấy cái thằng cỏ ấy nhục ơi là nhục cứ tự hào mình học giỏi không sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực bạn ạ à? đó nào cái thứ ba nữa là ai cũng có tinh khôn nhưng phải dùng tinh khôn đúng chỗ thì cái thứ ba này nó cũng lấy nền từ cái thứ hai thế thì trước đây như tôi nói vợ chồng tôi làm buôn bán hàng tiêu dùng thái lan bạn ạ, à, thì đổ buồn mỗi một chai dầu gội Pentin là 70.000 Nhưng vì vợ chồng tôi nhanh nhẹn và xuất chúng Tôi đổ được 71.500 Ngon hơn thằng khác không? Ngon chứ buồn đấy là hơi bị khôn đấy à Nhưng tôi được nghìn rưỡi một chai Một thùng 24 chai tôi được 36.000 Bằng sự tinh khôn của mình Đủ một bát phở ăn sáng Hiểu không ạ? Đó Thế thì sau này vẫn bằng cái tinh khôn đấy Tôi vào bất động sản Đúng không ạ? thì trước đây khi bằng cái tinh khôn trong kinh doanh buôn bán thì tôi lắc phát được một nghìn rưỡi lắc phát một nghìn rưỡi lắc phát một nghìn rưỡi thì bây giờ bố mày chuyển sang sân bất động sản lắc phát một tỷ rưỡi lắc phát một tỷ rưỡi lắc phát một tỷ rưỡi ồ sao bé không lắc chỗ này từ trước nhỉ mình lại cứ đi lắc cái kia mà thời buồn đấy là các đầu nhập buồn nó kêu um hết cả lên vì nó có đi khảo giá các bên mà Thế là mình có tình khôn được thời gian đấy xong nó lại thấy nghi ngờ Thế nó lại đích nhập hàng khác nữa thì thôi cũng chết. Thế thôi lại đành phải về bán 70 nghìn bằng các đầu buồn khác bạn ạ. Thế khôn được mấy đâu. Nhưng về sau vẫn tình khôn bạn mà vào dùng cái tình khôn đấy vào đất nó khác. Thực sự là như thế thì ai cũng có cái tình khôn nó phải dùng tình khôn đúng chỗ và tôi nhắc lại ngày xưa tôi lắc phát một nghìn rưỡi lắc phát một nghìn rưỡi lắc phát một nghìn rưỡi tôi chuyển sân phát lắc cái tỷ rưỡi lắc cái tỷ rưỡi lắc cái tỷ rưỡi Ô sao bé không chọn sân mà lắc Hiểu không ạ Và tôi biết trong số các anh chị đấy Ai cũng có cái tình khôn Nhưng toán dùng cái tinh khôn vớ vẩn Thế có đã chán đời hiểu không Hiểu không ạ Nhá. Cái tiếp theo nữa Là buồn gì thì lãi nấy thôi Thế đi trước thì tôi có ông anh đi Lớn tuổi như chỗ anh Hiếu đây Say mề đất cát lắm công ty thì vừa làm xong cứ giành cái này đi đất để cát. mình hỏi đại ca làm cái gì mà máu chiến đấy thế ông mà thì buồn gì thì lại nấy thôi nhà chú buồn dầu gội thì sau mỗi năm kho hàng nhà chú sẽ nhiều dầu gội hơn đúng không chú buồn sữa tắm son mồi thì sau mỗi năm kho hàng nhà chú nhiều son mồi sữa tắm hơn anh thấy nhà chú buồn cả đồ lót thì cứ bán hết mà hàng thái hàng ngàn bán hết đồ lót các kiểu nhập khẩu rồi trong nước rồi các kiểu Đúng không ạ? qua cô trai âm rồi xít hút cái mẹ đủ thứ, đúng không ạ? Là cũng như là, buồn gì lãi nấy. Chú buồn đô lót thì sau mỗi năm kho hàng thì chú nhiều đô lót hơn. Còn anh buồn bất động sản thì sau mỗi năm anh nhiều bất động sản hơn. Thì buồn gì lãi nấy làm nghề nào, ăn nghề nấy thôi. Nó là quy luật thì chứ có cái gì cao sàng đâu em. Thế tôi bảo ừ nhỉ, thế cũng đúng. Hợp lý nhỉ, buồn gì lãi nấy. Đó, thế thì như anh giờ đang buồn gì? buồn gì <laughs> chưa buồn gì thế không có gì để lại <laughs> đó bạn ạ à. thế thì tôi nghĩ cũng hợp lý thôi mà tôi nghĩ sâu xa hơn một tí này ông anh rồi ông ấy buồn bất động sản theo bạn thì lúc chết đi thì ông ấy để lại cho con cái ông ấy là gì bất động sản thế nếu tôi buồn đồ lót thì cuối đời tôi để lại cho con tôi thứ gì đồ lót không được thế mặc còn lâu hết lắm không được không ạ? thế nên là nhiều hàng tồn kho lắm đủ các sai luôn hiểu không ạ nhá thế nên là sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực bạn hiểu được các nguyên lý của nó mình vào cái sân nó nhan lắm hiểu không ạ nhá những cái 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 lý do nào khiến cho việc đầu tư nó trở nên rủi ro nó trở nên rủi ro bởi vì vậy, cái việc đầu tư ấy nó khiến cho vậy? trở nên rủi ro thì người ta nói rằng rủi ro không đến từ thị trường mà rủi ro đến từ người tham gia thị trường bởi vì trong công bối cảnh có thằng kiếm được thằng không thì thực ra thị trường rủi ro người tham gia có vấn đề nên anh không kiếm được tiền nên rủi ro không đến từ thị trường rủi ro đến từ người tham gia thị trường và có ba lý do chính nó dẫn đến rủi ro nó mang đến rủi ro cho bạn một là bạn không được đào tạo bài bản gì cả đúng không ạ bạn không được đào tạo bài bản Để đến học xe đạp Con phải tập cơ mà Đang đây đầu tư bất động sản Chả tập mày thì cả Cầm 2 tỷ em mua lồ này Chơi luôn này. Đạp xe đạp con phải học Lái xe máy con phải học Lái ô tô con hằng 2-3 tháng chơi Mới lái ra con run bần bật thế này Mà đi buồn đất Chả thằng nào run cả Hiểu không? Quất cứ âm này Không được đào tạo bài bản Thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân Và họ chỉ là nhà đầu tư bên ngoài Nhà đầu tư bên ngoài là thế nào? Tức là không phải nhà đầu tư bên trong. Thế thế nào là nhà đầu tư bên trong? Nhà đầu tư bên trong thường là những người biết trước các chính sách, biết trước những chiến lược, biết trước những quyết định. Đúng không ạ? Ví dụ như tôi đầu tư ở các địa phương, tôi thường chơi thân với các cấp lãnh đạo để nắm rõ các chính sách của 2 năm tới, 5 năm tới và 10 năm tới. Hiểu không ạ? Tôi biết rằng chuẩn bị ra văn bản cấm về thứ gì trước đây hàng tuần trước các nhà đầu tư khác, tối thiểu là hàng tuần. Đúng không ạ? Đó tôi biết rằng sắp được nhận cái gì Công bố thứ gì thì tôi là người bên trong Còn bạn đi đầu tư bạn lại bảo Sao tự nhiên lại cấm nhỉ à, Sao lại cứ hỏi Vì bạn là nhà đầu tư bên ngoài Bạn không có được các thông tin nội bộ Hiểu không ạ? Sau này học sâu tôi sẽ dạy cách lấy Nó chẳng khó Nó rất dễ để lấy các thông tin đấy Đặc biệt nếu ta lại làm việc nhóm nữa Thì ta đâu cần lấy Người khác lấy rồi thông báo cả nhóm là ok mà Cần gì ai cũng phải đi lấy Làm gì cho chết mệt rồi hiểu không ạ đó vâng và bạn ạ à, cái từ khóa đây là gì không quan trọng bạn đầu tư vào lĩnh vực nào mà quan trọng bạn hiểu biết về lĩnh vực đó bao nhiêu bất cứ ngành nghề nào cũng có người kiếm được tiền tại sao không phải bạn vì bạn không hiểu biết sâu về thứ nghề bạn đang làm bạn không hiểu sâu về kênh đầu tư bạn đang tham gia nên bạn không kiếm được tiền thế thôi chứ trong nghề này nhiều thằng giàu mà Chứng khoán cũng thế, bất động sản cũng thế Vàng cũng thế Nhiều người giàu mà Nhưng mình không giàu bởi mình không sâu vào cái kênh mình tham gia Đúng không ạ? Và rất nhiều các ngành nghề khác Chứng khoán tôi cũng phải công nhận Nó là một kênh rất là hấp dẫn Đúng không ạ? Thậm chí nó còn rất tốt cho những người chỉ có 50 triệu cũng có thể tham gia Chứ để tham gia bất động sản Là dạ, huy động hay gì Hoặc là tự có gì đấy thì bạn tối thiểu cũng có phải có độ Dạ, dăm 700 đến một tối. Con chứng khoán 5 triệu là oánh ngựa dụ hôm qua em mua Đó, Hôm qua còn mua con VCL thế mẹ. không nghĩ nó xuống sóng mấy. chú đầu tư nhiều cũng hơn 5 triệu anh ạ. Mẹ, mẹ. bàn cứ như đúng rồi. Giá quán cà phê nào thế dần chứng khoán vì sao vì tham gia cái kênh ấy nó dễ quá đúng không nó càng dễ thì nó lại càng sôi động. Và sóng chứng khoán nó còn lên xuống gấp hàng chục lần sóng bất động sản. Bạn có tin trong một quý mà nó lên đỉnh xuống đáy được không? Bất động sản làm gì có việc đấy, bất động sản nó tính theo năm. Hoặc vài năm. Nó chậm lắm. Nhưng ăn nó lại to và nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy dần chứng khoán cứ oánh trong một chiến dịch kiếm được tiền nó lại tùng tiền vào đất đấy thế thì tôi cứ đứng mẹ bền đất mày cứ chứng khoán để bên này bố mày lại hớt hết của mày <laughs> còn thằng bên chứng khoán nó đợi những nhà đầu tư gà mơ và nó hớt hết này tôi bên đợi thằng chứng khoán rồi lại hớt mẹ của nó hiểu không ạ mình còn đỉnh hơn cả của đỉnh ấy chứ đúng không ạ và rất nhiều kênh đầu tư có thể tôi không biết tôi chỉ giỏi một kênh thôi bởi vì là các cụ nhà tôi dặn mà thôi còn ạ à, Một nghề cho chín còn hơn chín nghề Tôi chỉ tập trung mỗi bất động sản thôi Bạn hỏi tôi về chứng khoán tôi không biết Bạn hỏi tôi về tiền tệ rồi các thứ gì đấy Tôi chỉ biết sơ sơ tôi không giỏi Tôi không dám ý kiến Có người bảo tôi Thầy đánh giá sao về thị trường vàng thời gian tới Tôi bảo bố mày không biết Hỏi bố mày bất động sản thôi Con đừng hỏi những thứ vớ vẩn đấy Vì tôi là chuyên gia về bất động sản Hiểu không ạ? Nhá Đó chứ tôi không phải chuyên gia lĩnh vực khác nên là chỉ hỏi tôi về bất động sản thôi Tôi cũng chỉ biết về bất động sản thôi Tôi chỉ tập trung một thứ thôi Tất cả chúng ta đều có những tài năng Nhưng bạn không tập trung tài năng vào đúng chỗ Tôi thấy có rất nhiều những người tôi chơi ở ngoài kia Đặc biệt là về môn bóng đá Sau họ hiểu từng lịch sử của cầu thủ Họ hiểu về từng câu lạc bộ Họ xem từng trận đấu Họ đọc vị rồi họ nói hôm nay tỷ lệ Real Madrid Trên Barca là bao nhiêu đến bao nhiêu Nó tính được từng ly từng tí mà nó chính xác gần như tuyệt đối luôn Tôi bảo đéo mẹ mày dùng mẹ cái não đấy mà úp bất động sản cũng tính gần tuyệt đối thì giờ có phải giàu không? Chứ thay vì ngồi quán bia thù hăng giống suốt ngày hồ, khản cả cổ, <laughs> uống cốc bia hơi, vất <laughs> vả lắm còn ạ. À. Tài năng không để đúng chỗ. Bạn cần tập trung vào đúng việc đáng làm để làm thì nó mới có thứ bạn muốn có. Hiểu không ạ? Nhá. Đó, vâng. Và. Và bạn ạ, à, đầu tư ấy thì nó là một kế hoạch nó cần có chiến lược cụ thể Và đầu tư cần được một cái sự đào tạo bài bản và chuyên sâu Nếu như bạn chỉ biết về một vài cái sản phẩm Biết về một vài thị trường đi cùng một vài kỹ thuật nào đấy Thì người ta nói rằng bạn giống như một người đẩy xe cút kít Nó đi lòng vòng quanh một điểm Với hiểu biết về một vài sản phẩm Một vài kỹ thuật đầu tư vào một hai khu vực thì có thể nó vẫn giúp bạn kiếm được tiền nhưng cả cuộc đời của bạn rồi nó cũng chả đi đến đâu cả lúc được lúc không lúc được lúc không xong đa phần là không được chán nản chờ đợi bạn chỉ biết về một vài sản phẩm bạn có một vài kỹ năng và bạn biết một hai khu vực thì điều đó nó giống như một người đẩy xe cút kít đi lòng vòng quanh một điểm cái công việc đó vẫn có thể giúp bạn tạo ra tiền Nhưng đời bạn rồi nó cũng chẳng đi đến đâu cả Nó cứ làng nhàng Buồn đất vào năm nay nó vẫn cứ làng nhàng như thế Nó chẳng khá hơn được gì cả Vì bạn không được đào tạo bài bản Hiểu không? Bạn không có cái tư duy để nhìn ra hẳn một trần trời lớn Bạn vẫn cứ loay hoay với một vài cái thứ bạn biết Và, và cái giá mà bạn phải trả cho sự giàu có đó là gì ạ? Bạn phải dành thời gian, tiền bạc và công sức của mình để rèn rũa bản thân thì bạn mới có thể trở nên giàu có đúng không ạ nhưng có một điều rất là tiếc là những người nghèo thường luôn luôn tỏ ra là tôi biết rồi ủi cái này không quan trọng đâu cái này xem youtube cũng biết và dừng lại việc học sau khi đã tốt nghiệp thì đấy luôn luôn là suy nghĩ của những kẻ tầm thường cái thứ hai nữa trước khi chúng ta ra chơi thì các bạn cần phải hiểu Tuy nhiên nói như vậy Nhưng trên thị trường hiện nay Nó có những nhóm nhà đầu tư nào Thì xin thưa Nó có các nhóm nhà đầu tư sau Nhóm đầu tiên là nhóm đánh bạc Để thành thạo một kỹ năng Người ta mất 10.000 giờ để luyện tập Và để con trẻ của chúng ta Tinh ra đến khi chúng cứng cáp thì chúng phải trải qua quá trình biết lẫy, biết bò, biết đứng, biết đi rồi mới đến biết chạy. Tuy nhiên các nhà đầu tư đánh bạc chả lấy bò mẹ gì cả. Từ lĩnh vực anh nhảy phóc bất động sản xuống tiền luôn. Hiểu không ạ? Đó. Chả lấy bò gì cả, chả luyện tập gì cả. Nghe nhau xong rồi rút kinh nghiệm rồi múc. Hiểu không ạ? Và đấy nó khiến họ trở thành những nhà đầu tư đánh bạc, hay còn gọi là các nhà đầu tư F0 hoặc nhà đầu tư gà vịt. Và có 3 dấu hiệu để nhận ra một nhà đầu tư F0 như sau, bạn thử đánh dấu vào xem mình có không? Một là họ mua Họ mua các nhà đầu tư F0 Họ mua Hai Họ chờ đợi Chờ đợi cho mọi thứ tốt đẹp lên Đúng không ạ Và ba Họ cầu nguyện Họ cầu nguyện Họ sống chập chờn với hy vọng Thị trường hãy đi lên đi Đi lên đi Và hoảng hốt khi nghe phép khả năng còn tăng lãi suất tiếp Thế này chết mẹ em rồi Thế này khả năng kinh tế còn khó khăn nữa rồi Họ cứ như đánh bạc bạn ơi Nó cứ hồi hộp hồi hộp từng ván một nó Làm họ căng thẳng đầu óc Nhìn họ già nua Bạc tóc Hôm nọ thằng đệ tôi nó mới điện nên Nó bảo thầy ạ à, hôm nọ em vừa bán được tận 15 lô đất Cứ mày thế phá cả kỷ lục của thầy Bán đéo tận 15 lô Hôm nọ em thấy có mấy chị Hà Nội kìa giống như chị Phương kìa năm chị liền đánh xe xuống chỗ em hỏi đất Hiểu không ạ Đánh xe xuống cho em hỏi đất thế là đưa dẫn đi một vòng đi chơi thăm quan Rồi dẫn vào đất xong chốt luôn mỗi chị bà lồ vì tại vì em làm cái phần khúc nó có gần tỷ một lồ bà lồ thế thì bảo thế thì thế thì thầy dạy là làm gì nó phải có nhân quả thế thì đến cái lúc mà cuối thì mày có hỏi cảm nhận các chị về cái chuyến đi nào thì có chứ thầy có Ồ thế thì tốt thế mày hỏi nào em hỏi bảo các chị hôm nay về quê hương em thì các chị cảm nhận như thế nào về những cái nào mà chị cảm nhận chị thấy ưu việt nhất ở quê hương hoặc là cái chuyến đi này Các chị bảo hải sản ngon, hải sản ngon, hải sản ngon <laughs> Mẹ đi mua đất cuối cùng kết luận hải sản ngon xuống tiền mua đất Chán đời mẹ nó thế mua đất Hải sản ngon, hải sản ngon Sợ thật đi các bà nó đánh bạc cứ khủng luôn bạn ạ Mẹ mày Tôi làm chuyên gia khi tôi đọc số điện thoại tôi trên các mạng xã hội Bao nhiêu người tâm sự đến <laughs> Và thôi cũng xin phép tâm sự với Rick Nguyễn một tí thôi. Chứ còn chị cũng biết của chị là không thể gỡ được rồi. Đấy, cầu đầu là nói như thế. <laughs> Sợ đấy. Tại vì lúc chị muồn nó cũng đủ đỉnh rồi. Đúng không ạ? Chưa kể nó lại còn chưa xong sổ nữa. mà Thế thì đúng là không gỡ được rồi. Nghe em nói hay quá mà. Tiếc quá chị rốt qua ngày. Đấy mà chị chịu khó học tí thì giờ nó cũng khác này nọ các thứ và tôi bảo thì học thì có bao giờ muộn đâu bây giờ vẫn kịp mà nhưng bây giờ nó thua rồi lại chán không muốn đi học em ạ lại thế nó đây bao nhiêu anh chị ở trường hợp đấy thì lúc nó thua mẹ thì cũng đéo muốn đi học rồi chán đấy. thế này thì học thế mẹ thì nó giờ hết mẹ tiền còn học đúng, đúng. học về để còn gỡ bạn ạ à, cuối 2016 gần như tôi cũng mất trắng bạn ạ à, nhưng nhờ cái sự cải tổ cải tiến đúng không ạ lúc trước đấy thì như tôi nói tôi có khoảng tỷ tám đầu tư học hành các thứ thì hết mẹ rồi còn có tỷ bọ học hành rồi là xe cộ hay là đồ trang phục các thứ rồi một số thứ dây dép quần áo thứ. học hành mất vậy nó bốn năm trăm rồi đi đi lại lại ăn uống thì tham quan rồi để nghiên cứu các thứ mất một 200 trăm nữa còn một 200 trăm nữa thì sinh hoạt rồi đồ đạc các thứ hết rồi tại sao phải sinh hoạt đồ đạc vì hướng rõ từ ban đầu là mình sẽ đi gọi vốn và nguyên tắc của gọi vốn là phù thịnh không phù suy Thế thì bằng cái số tiền đấy tôi lao vào thị trường cuối 26 Tôi quánh te tua xong À đầu 24 Tại vì học bất động sản đi từ 2009 nhưng sau 3, 4, năm sau nó trầm lắng đến ngày nào xem bản tin Há mồm này thì suốt ngày vẫn thấy bảo đông bằng Chán đấy. mãi 24 nó mới ấm Để Giữa 24 bắt đầu cầm hơn tỏi nhảy vào chiến đấu ác liệt Thì cuối 26 tổng tài sản là 20 20 tỏi nhưng trong đấy thì có 8 tỏi gốc còn 12 tỏi đi vay Thế xong rồi bắt đầu cái chỗ tôi làm nó đảo chiều Nó trầm lắng, em mồm há hồng ngóc Đóng lãi 6 tháng, rồi trần nó run thế này Không thể đứng được nữa bạn Mỗi tháng trăm tám, hai trăm triệu, chịu thế nào được Mà lúc bấy kinh doanh, doanh thu nó còn đi xuống <laughs> Còn kiếm được có bảy tám chục mà đóng toàn trăm tám, hai trăm Thì giật gấu và vài, chỉ một tháng thôi Là đứt bóng rồi. Thế thì sau đấy thì là mẹ nó tôi là thằng quyết liệt cắt lỗ. Bạn ạ, à, từ 20 tỏi tổng tài sản trong đấy 12 tỏi vay cộng 8 tỏi tiền uh, tiền gốc ấy. Tôi xuống tay xong thì đời lại có tỏi 8. <laughs> mẹ nó, lúc cắt lỗ thì làm gì có lãi. Mẹ mày thì cái phần mà bị cắt lỗ thì nó âm vào gốc của mình hết chứ có gì nữa. Thì lại có tỏi 8, lại cái máng lợn cũ lại điểm xuất phát bạn ạ. Nhưng cũng nhờ quá trình và kỹ năng thì sau đấy tôi thêm khoảng 3 tỷ. Thì tổng 5 tỷ. Và tôi đánh trong 4 năm rưỡi thì nâng tổng tài sản lên ngưỡng 100 tỷ không cần vay. Không vay vì tôi hiểu tôi chỉ vay lúc nào không vay lúc nào và tiền thịt về sau là 100 tỷ trong 4 năm rưỡi. X20 lần tài sản. Bởi vì sao? bởi vì tôi phải ngồi mất nửa năm hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức. Và trước đấy tôi học thì người ta dạy tôi đầy các kỹ năng nhưng không ai dạy tôi về vĩ mô, không ai dạy tôi về tài chính. Và tôi phải đào lại tất cả những thứ như sáng nay tôi nói với bạn và nhiều thứ khác nữa. Ở đây không có thời gian để nói. Đúng không ạ? Nhá. Nhưng tôi muốn nói với bạn nghèo thì lâu giàu không mấy. Bạn tìm ra đúng công thức, đúng quy trình, đúng phương pháp Mà nhẫn nại trong một vài năm thôi, bạn sẽ có hàng trăm tỷ. Kể cả khởi đầu của bạn chỉ có vài trăm triệu. Nhưng trí tuệ phải là gốc Chứ không phải liều lĩnh làm gốc Bạn vẫn cứ tiếc tiền Bạn vẫn ngại học Học cũng ngại thì làm không làm được đâu Hiểu không ạ? Nhá cái con trâu chả tiếc toàn tiếc sợi dây thừng thế nó rốt rốt nó hữu hạn lại rốt vô hạn thế thì nói chuyện đấy nữa hiểu không ạ nhá nào thôi quay trở lại nhóm đánh bạc và có bà dấu hiệu vừa nhận nhóm thứ hai là nhóm đầu cơ bạn ạ nhóm đầu cơ mua mua bán 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 rồi lại mua mua, hết mùa rồi lại đến bán, bán xong anh lại đi mua và điên cuồng trong mùa bán, hết chốt lãi rồi đến cắt lỗ chỉ để kiếm từng khoản lợi nhuận còn con. Đúng ạ? Và người ta quá tập trung vào mùa bán, người ta không hiểu rằng người ta sẽ mắc phải một cái tư duy đó là dễ hài lòng với các khoản lợi nhuận nhỏ. Bạn có thể bỏ ra vài tỷ cho một tài sản nếu không kịp lướt sóng vào đầu cơ nhưng thứ bạn thu được lại chỉ có một vài trăm triệu Và bạn quên mất một điều rằng Với các nguyên lý của bất động sản Là khi giữ bất động sản đủ lâu Vẻ đẹp của bất động sản nó mới được phổ diễn Và trong ngắn hạn thì rất khó để giá bất động sản bứt phá đi lên Và trong ngắn hạn thị trường cũng có thể có tin tốt Và có thể có tin xấu Nhưng nếu về dài hạn luôn luôn là tin tốt Hiểu không ạ? trong ngắn hạn có thể ngưng phân lô tách thửa cấm chuyển đổi mục đích sử dụng thị trường đi vào trầm lắng bầu cử này nọ rồi mọi thứ phải im ắng nhưng rồi về dài hạn nó lại hứng khởi đi lên giá đất lại tăng hiểu không ạ nhưng người ta lại mang tư duy của ngắn hạn đó và khi bạn quá tập trung vào các giao dịch nhỏ thì cái điều đó nó chỉ khiến bạn nuôi béo các thành phần trung gian đó là cò vạc và đóng thuế thậm chí là nó còn phát sinh một rủi ro cực kỳ lớn. Đấy là khi bạn giao dịch quá nhiều các bất động sản thì tỷ lệ xác suất xuất hiện những tài sản có lỗi sẽ tăng lên. Đúng không ạ? Thì bạn giao dịch bất động sản cũng vậy. Bạn giao dịch quá nhiều bất động sản thì xác suất sẽ có những bất động sản có lỗi và một bất động sản có lỗi nó sẽ lấy trắng đi toàn bộ hàng 10 đến 20 lợi nhuận của các giao dịch trước. Thậm chí đưa bạn về tay trắng không có một xu nào Đúng không ạ? Vì bạn giao dịch quá nhiều Giống như tôi ví trong chuyện yêu đương Mười người bạn gặp thì chỉ có một đứa xấu nết thôi Nhưng thế là đủ cho đời mày đắm thuyền rồi Chứ chín cô, cô kia là yêu đương trung thủy mà đoàn hoàng lắm Nhưng chỉ cần một con mất dạy thôi Là đời mày tàn nát Đó Thì đầu cơ rất là rủi ro bạn ạ Đó Và bạn ạ các nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người họ ăn đậm ăn đậm ở một vài thương vụ lớn chứ họ không đi cóp nhặt từ nhiều giao dịch nhỏ. Hiểu không ạ? Và những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ luôn hiểu rằng khi giữ bất động sản đủ lâu, vẻ đẹp của bất động sản sẽ gì ạ? Được phô diễn. Và nhưng mà đủ lâu là bao lâu? Sau này bạn học bạn mới bấm được điểm rơi. Chứ còn nhiều thằng mà thế em giữ 10 năm này. Người ta đảo tay nó mới tạo ra lãi kép Thế mày lại giữ 10 năm Thế thì còn nói chuyện chó này nữa Không học mà cứ nhặt kiến thức rời vãi Bạn mà cứ đi nhặt kiến thức rời vãi Không khác gì mắc bệnh nan y Nhưng lên Google search để tìm thuốc chữa nó không có cái công thức thuốc chữa bệnh nan y nào được đăng lên Google cả Nó có đăng thì bạn cũng không đủ trình độ để phân biệt đâu mới là bài thuốc đúng vì cái giống đã rốt thì nghe diễn giả nào nói cũng thấy hay không phân biệt được trong khi rõ ràng tôi làm trong nghề kiến thức của tôi tư duy của tôi phương pháp của tôi khác hoàn toàn các diễn giả khác nhưng bạn nghe các anh giảng anh nào cũng hay ơi nó lại thế làm sao phân biệt được hiểu không ạ? nhá và tôi nhắc lại những nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người ăn đậm ăn đậm ăn đậm ở một vài thương vụ lớn họ không đi cóp nhặt từ nhiều những giao dịch nhỏ đúng ạ à? và họ hiểu rằng khi giữ bất động sản đủ lâu vẻ đẹp của bất động sản sẽ được phô diễn và họ cũng luôn biết một điều rằng nếu như bạn biết thị trường lên rồi lại xuống xuống rồi lại lên thì tại sao bạn cứ phải chạy đuổi theo thị trường hmm? ta phải đón đầu thị trường chứ sao ta lại đuổi đi theo thị trường có những nguyên lý đơn giản như vậy tại sao bạn đầu tư bạn không thể ngộ ra được vì bạn không có môi trường để người ta nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại để mình ngộ ra tôi biết là nhiều trong số các anh chị đôi khi ta cũng lờ mờ ra những cách đúng nhưng không ai nói với ta là đúng cả vì ta nhìn cái gì cũng lờ mờ ta cũng không biết nên tin vào thứ gì hiểu không ạ nhá đó và những nhà đầu tư chuyên nghiệp bạn ạ là những người am hiểu về thị trường giỏi về tài chính và thành thạo trong thực thi tại sao lại phải am hiểu về thị trường bởi vì xét cho cùng thì bất động sản cũng chỉ là một ngành nghề trong số hàng nghìn ngành nghề của nền kinh tế chính vì vậy nó chịu tác động chung của kinh tế vĩ mô đúng không ạ và khi bạn am hiểu về vĩ mô hay vĩ mô trong bất động sản sẽ giúp ta kiểm soát tốt thời điểm ra vào và ta biết nên tập trung vào loại hình nào trong thời gian tới. Chứ không phải là một công thức thành công xong bê đi đâu cũng thành công đừng nghe bọn đa cấp. Đấy là thứ vớ vẩn. Ngày trước tại sao tôi đầu tư bất động sản? Tôi vay tối đa trên tài sản của tôi, tôi đầu tư rất hiệu quả. Nhưng về sau tại sao khi mà tôi đầu tư lớn lên, tôi vay tối đa có thể tôi lại chết ngập trong nợ nần nào Thế thì vấn đề nằm ở đâu Tôi vẫn vay theo công thức đấy mà Sao tôi lại bị chết sặc sụa như thế Hiểu không ạ Đó nhá Vì thế nên là bạn cần phải am hiểu về vĩ mô vân Như tôi vẫn nói Ta lập kế hoạch kinh doanh Ta cũng phải nhìn bối cảnh thời gian tới thế nào cơ mà Chứ ta cũng đâu có dám tự ý là nói là Năm nay phải hiểu tốt hơn năm trước đâu Có những năm phải gấp 10 năm trước Nhưng có những năm kế hoạch Năm nay lỗ 30% So với năm ngoái sẽ đi xếp lại lập kế hoạch lỗ Mày im mồm Cái loại không học không bao giờ hiểu được Có những năm nó phải lỗ chứ Lại, lại mãi à Đúng ạ nhá Và tôi vẫn nói là không biết bạn có bận không Nhưng chiều nay về gì ạ? Về đầu ngõ của bạn Đúng 17 giờ ra đầu ngõ mà nghe trẻ con hò về Trứng rán thì cần gì Trứng rán cần gì Cần mỡ bắp cần bơ yêu bất động sản có thể không cần cớ nhưng đã đầu tư bất động sản thì phải am hiểu vĩ mô cơ xin phép quảng cáo bán sách đi được không ạ đấy thế nên đang đây lại còn không thèm hiểu vĩ mô thì tôi không hiểu bạn cái loại đúng là mù đi tham gia giao thông xe nó cáng cho nó nát xác bây giờ ấy. nó không cần nhìn xa gì cả cái nhìn ở đây là nhìn bằng cái đầu chứ không phải bằng đôi mắt hiểu không ạ nhá Tất cả những thằng đi xem đất mà chỉ nhìn thấy đất thì não thằng ấy chắc chắn bằng đất. Bao nhiêu anh em đi xem đất nhìn thấy đất. Giơ tay, ôi tôi chết bỏ mẹ, <laughs> thế này hỏng à, thôi người ta phải nhìn thấy ba vòng của sản phẩm như lại. Đúng không ạ? Nhá. Đó, cái thứ hai nữa bạn cần phải giỏi, đấy là tài chính. Bạn ạ. À, xét cho cùng thì mỗi một nhà đầu tư cá nhân khi đi đầu tư không khác gì một doanh nghiệp thu nhỏ mà tài chính là mạch máu của kinh doanh. Bạn bước chân vào bất động sản vì lợi muốn lợi nhuận. Bạn khởi đầu của nó cũng vì lợi nhuận. Đúng không? Kết thúc cũng muốn lợi nhuận. Nhưng ở giữa bạn chả hiểu mẹ gì về tài chính cả. Nó gãy khúc ở giữa rồi làm sao đến được đích? Thì tôi vẫn nói phần lớn trong số các anh chị chết là vì bạn chả hiểu gì về gì ạ? Bạn chết vì ngộp ấy chứ. Đúng không? Tài chính nó chính là phần lõi, phần linh hồn của tất cả công việc đầu tư Tài chính nó sẽ quyết định tôi làm loại hình nào và không làm loại hình nào Tài chính nó sẽ quyết định tôi là làm phần khúc nào, không làm phần khúc nào Tài chính nó sẽ quyết định tôi nên vay hay không vay Vì để đảm bảo toàn bộ các yếu tố tài chính Nó là phần ẩn bên trong con người mình Nhưng sẽ quyết định chiến lược đánh của mình Chứ bạn, bạn lại không hiểu gì về tài chính cả và rất nhiều người nhầm lẫn cái quốc dân này thôi, thôi ông bỏ cái tay xuống. người ta cần tài chính trong bất động sản nói như ông đã cứ học tài chính già là làm cái gì về tài chính cũng giỏi mày, mày lên đầu tư chứng khoán hậu cái nhanh mày vỡ mồm hiểu không ạ có phải mỗi tài chính đâu tức là có phải công thức đâu nhưng mà tôi đang muốn nói rằng là cái tài chính nó chính là phần ẩn bên trong con người của chúng ta nó Và nó quyết định về việc bạn chỉ nên đầu tư phần khúc nào Không đầu tư phần khúc nào Nó quyết định bạn có nên vay hay không nên vay Vay bao nhiêu vay thời điểm nào Hoàn toàn là ở tài chính Đúng không ạ? Tại sao tôi lại chỉ làm các phần khúc đất nền Và vùng giá dưới 10 triệu Mà lại không phải là làm đất đô thị Hoặc bất cứ thứ khác Nó là vì tài chính Tôi thiếu tiền à? Không, tôi không thiếu tiền Mà tôi muốn có tỷ suất lợi nhuận tốt Muốn có tỷ suất lợi nhuận tốt thì vùng giá thấp thì khả năng bứt giá càng cao Bạn mua 40 triệu một mét Muốn ít đôi thì phải bao nhiêu Thành 80 và tăng bao nhiêu giá 40 giá Tôi mua đất 5 triệu một mét Muốn ít đôi là bao nhiêu Là 10 triệu tôi cần tăng mấy giá 5 giá Một thằng tăng 5 giá với đất nền Còn một thằng tăng 40 giá Thì 40 giá cần bao nhiêu thời gian Và 5 giá cần bao nhiêu thời gian Đúng không bạn lại vừa ngộ ra à sao hay thế nó còn nhiều thứ hay hơn thế nhưng chưa có thời gian để chia sẻ với nhau chứ có phải bạn không biết đâu bạn không phải chuyên gia lĩnh vực này bạn cứ ở ngoài bạn cứ đoán già đoán non thôi đi học đi nó không đáng bao nhiêu tiền cả nó vỡ hoa toàn bộ mọi thứ ra người ta giảng hai ngày hay người ta giảng ba chuyên đề để làm gì chả lẽ giống nhau tất à không hề giống nhau không trùng lập hiểu không ạ Nhá Ok Và cái thứ ba nữa thì đến thực thì Thực thì bạn ạ Thực thì là các kỹ thuật Kỹ thuật mua, kỹ thuật bán, kỹ thuật này, kỹ thuật nọ Tôi nói thực với bạn nhé Kỹ thuật bạn trả giỏi Mà phần vĩ mô và tài chính bạn giỏi Bạn thuê mẹ thằng môi giới nó làm chưa Chú làm thế mẹ nào thì làm Mua cho anh cái lô kia 3 tỷ 6 Anh cho chú 200 triệu Anh ơi chủ nhà giao 5 tỷ thì đấy thì mua ba sáu anh giả chú 200 triệu còn chú mua cho thằng khác 4 tỷ 8, nó cho ba chục đúng không mình không giỏi nhưng môi giới nó giỏi kỹ năng hơn bạn nhiều bạn chỉ cần định hướng tư tưởng chốt chiến lược lại đưa đề bài cho nó thế trong lúc tôi giảng với bạn này thì ai giúp tôi đi mua đất thì đội ngũ và môi giới nó mua chứ tôi có xuống đấy để dùng kỹ năng đâu cái này có thể khắc phục hoàn toàn Nhưng hiện nay trên thị trường đào tạo với bất động sản Toàn bộ các chuyên gia tập trung vào đây Kỹ thuật mua, kỹ thuật bán rồi Tất cả mọi thứ thôi Toàn mẹo miếc gì, kỹ năng đàm phán Cái thứ đấy là vơ vẩn Hiểu không ạ? Cái đấy không quan trọng Tư duy về vĩ mô và am hiểu các chiến lược tài chính Để tùng đòn mới quan trọng Nhá, ok nó có ba nhóm nhà đầu tư một là đánh bạc hai là đầu cơ ba là các nhà đầu tư chuyên nghiệp Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tập này. Hãy thả tin, nhấn like, bấm theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về các số tiếp theo. Hãy để lại thông tin đăng ký ngay tại đường link bên dưới phần mô tả của video này để nhận chọn bộ kiến thức và các khóa học miễn phí mà diễn giả Đức Nguyễn đang chia sẻ.